Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama sinh Peret và Zerach, Peret sinh Khetseron, Khetseron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Ra-khắp sinh Bo-át, Bo-át lấy Rút sinh Ô-vết, Ô-vết sinh Giê-sê, ông Giê-sê sinh David. Vua David lấy vợ ông U-di-gia sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-khắp-am, Rơ-khắp-am sinh A-vi-gia, A-vi-gia sinh A-sa, A-sa sinh Giê-hô-sa-phát, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Út-di-gia, Út-di-gia sinh Jotham, Jotham sinh A-khát, A-khát sinh Khít-ki-gia, Khít-ki-gia sinh Mơ-na-xe, Mơ-na-xe sinh A-môn, A-môn sinh Josia, Josia sinh Jê-khô-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconja sinh Santien, Santien sinh Zerubbaven, Zerubbaven sinh Avihud, Avihud sinh Enjakim, Enjakim sinh Azo, Azo sinh Sadok, Sadok sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu mà cứ phải khen cho Giữ Hoàng Xá này thì khen cả ngày chả hết. Năm nay không khen nữa, chả có cái gì nữa. Nhưng mà tôi thích nhất là các em giáo lý đây nó đông thế này này. Giáo lý của chúng ta là học 14 năm chứ không phải là mấy năm đâu. 14 năm! Từ 3 tuổi, trong kia chỗ ngồi bên bà Nhang kia có mấy đứa 3 tuổi đúng không? Ngồi hát miệng tròn như là cái trôn bát, hát vinh danh là hết 3 tuổi hát. Học 3 tuổi là lớp chia non 1,
4 tuổi trên non 2, 5 tuổi trên non 3, 6 tuổi với lên ấu nhi cái loại khăn quàng xanh xanh như kìa. Tất cả là 14 năm cơ. Cho đến chịu phép tiêm trước hôm nọ là tất cả 17 tuổi. Chịu phép tiêm trước thì học từ năm lớp, tức là năm 3 tuổi cho đến 17 tuổi. Học giáo lý ngày hôm nay là phải hỏi. Đi học giáo lý phải hỏi con ạ. Học phải hỏi. Bây giờ phải hỏi. Đến lớp phải hỏi. Nên cái người Do Thái ấy, người ta dạy con, người ta sau khi cháu đi học về, người ta không hỏi hôm nay con học gì, hay hôm nay con được mấy điểm, hay hôm nay con được phần thưởng gì, hay hôm nay con có trả lời được mấy câu hỏi, mà người ta hỏi là hôm nay con đặt được bao nhiêu câu hỏi cho giáo lý viên, cho giáo viên. Sợ chưa? Giáo lý viên sợ chưa? Không biết là không trả lời được nó đâu. Trẻ con cho nó hỏi nha. Trẻ con một đứa nó hỏi với mẹ 3 tuổi nó hỏi nha. Mẹ nó đun nước nó bảo: mẹ ơi sao nồi nước này nó lại sôi? Mẹ giải thích sao? Mà các mẹ giải thích hộ cái. Mấy bà giải thích nó, cháu nó hỏi: bà ơi tại sao nồi nước nó sôi bà nhỉ? Cháu nó hỏi, bà giả lời hộ cái. Nếu không học ấy, bây giờ bọn trẻ mà bây giờ giải thích là úi dồi đun rồi là không khí rồi là năng lượng rồi chất nông rồi nó va vào nhau đập rồi nó sôi, nó hỏi, nó còn hỏi mãi. Nhưng mà bây giờ muốn biết cách mà trả lời cho nó, bọn sẽ đứng vào đây. Đứng vào đây xem nào. Đứng vào chỗ này bà cho biết. Thế là nó đứng vào, bà cầm một cái bếp ga chẳng hạn, bà hun vào đít nó chẳng hạn, vào mông nó nhảy cẫng lên thế này, bảo đấy đây kia, con nóng lên con nhảy lên thì cái nước này nó nóng nó nhảy lên. Ví dụ thế. Trả lời một cách cụ thể với trẻ con phải trả lời như thế, thưa giáo lý viên. Bây giờ đi nhà thờ phải đặt câu hỏi: hôm nay bà phụ âm tại sao lại là đọc lễ sinh nhật Đức Mẹ mà lại đặt cái bài phụ âm Gia Phả Chúa Giêsu Kitô? Hay là mấy bạn ngồi đằng trước trang này hỏi là tại sao khi ông ban kèn ông bắt mình thổi tạ ơn Thiên Chúa là làm sao? Tại sao đâu lễ về hát bài tạ ơn Thiên Chúa? Ông ơi ông giải thích cho con cái xem sao? Ông ban kèn giải thích cho con cái xem sao? Có đặt câu hỏi không con? Phải đặt câu hỏi. Hay ông ban kèn về về gái thì cha sứ cháu nó hỏi con là tại sao đầu về lễ phải hát bài, phải đọc bài kèn tạ ơn Thiên Chúa nhỉ? Rất hay, bài kèn rất hay. Tại sao cha sứ bảo ôi giời ơi đến đây, hãy đến đây. Nên tôi nghĩ là cái nhà ở cái xứ Hoàng Xá này này, nhà giáo lý kia chưa đủ. Bởi vì lớp giáo lý ở đây là từ 3 tuổi cho 17 tuổi thì cả cái nhà kia nữa cũng chưa đủ cơ. Học chung với nhau, nó có một cái sự gắn kết với nhau. Bây giờ hỏi là tại sao Thiên Chúa, tại sao đầu bài lễ lại bị ban kèn lại thổi bài tạ ơn Thiên Chúa? Thưa nếu không có Chúa không thổi nổi kèn. Không có Chúa, Chúa không ban hơi thở, đố thổi được đấy. Đố bạn nào mà bịt mũi ngậm miệng thổi được đấy. Đố bạn nào mà mấy bà kia trên kia hát làm sao mà không thở mà hát được đấy. Ngay cả mấy bà cồng kia này cả. Không có hơi thở mà sức đâu mà đánh nó thật. Ông cố tam mà làm sao không có sức làm chẳng thế này được. Không có. Ta tạ ơn Thiên Chúa vì cái này ngay cái đầu tiên này. Để có được một cái ngồi ở đây là phải thở. Trăm năm trong cõi người ta ai ai cũng phải thở ra hít vào. Lạc lậu như thể nước Lào người ta vẫn phải hít vào thở ra. Văn minh như thể nước Nga người ta vẫn phải thở ra hít vào. Gần ta như thể anh Tàu người ta vẫn phải hít vào thở ra. Mà xa ta như thể Cuba người ta vẫn phải thở ra hít vào. Một ngày trung bình mình thở 13.000 lít khí. Bố con làm mộc ngày được bao nhiêu triệu con? Bố con đóng mộc. Bố con đi làm thợ xây. Bố con đi xe taxi. Bố mẹ con bán ở hàng Tân Dược. Ngày được mười mấy triệu. Làm gì có. Chỉ có mấy ông mà ông đứng ở bên đường mấy ông ấy làm ngày 20 triệu thôi. Còn chúng ta bây giờ đi cấy, mẹ đi cấy là 250 một ngày. Bố mà ban hôm nào mà nó đắt mà cuối năm mà bán được nhiều gỗ, nhiều hàng thì may ra ngày bố lãi được chục triệu. Vậy mà một ngày con phải thở 13 triệu, trả chú 13 triệu, chú cho không. Thế mà không đã ăn Chúa thì em đó. Đó, bây giờ học giáo lý nó phải thấy nó có ngọn nguồn của nó. Nó có đầu đuôi. Nên là hôm nay chúng ta hỏi tại sao trong bài ngày lễ Đức Mẹ, sinh nhật Đức Mẹ lại đọc cái bài Gia Phả Đức Giêsu Kitô. Thưa quý cụ ông bà và anh chị em, tất nhiên bọn tôi phải đi học, không những học giáo lý mà còn học ở chủng viện hàng chục năm nữa cơ.
thì hôm nay mới tạm trả lời thế này. May ra quý cụ ông bà và anh chị em thủng cái màng nhĩ tí đó. May ra thôi. Thưa, bởi vì để cứu chuộc nhân loại nên hôm nay chúng ta đọc lại cái gia phả của Đức Giêsu Kitô là gia phả con cháu vua David. Đức Giêsu Kitô phải sinh ra trong dòng tộc David, mà dòng tộc này không phải là dòng tộc thánh thiện. Bắt đầu kể đầu tiên là ông Abraham. Bố ông Abraham là thầy cúng nhá. Bố của ông Abraham là thầy cúng đấy chứ không phải là thường đâu. Vậy mà ông trở lại ông theo Chúa. Rồi Abraham sinh Isaac, vô tư không biết là gì. Nhưng Isaac sinh Jacob. Ông tổ của Israel, Jacob là một người cực kỳ gian. Gian ác ấy chả không đâu. Bắt đầu ra, bắt đầu hại bà mẹ sinh ra cái. Ông nghe ra ông ra trước, ông này ngay trong bụng đã cầm chân ông anh lôi lại rồi. Ngay trong bụng mẹ đã sơi rồi. Lớn lên tí nữa, muốn đánh lừa chức trưởng nam, nấu một bát cháo đậu đổ cho ông anh. Anh ông anh bảo ôi giời trời thèm đi làm về ông nghe rau và thèm lắm rồi cho tao ăn với. Nó bảo đổi trưởng nam cho tao, tao cho bát cháo đậu này. Ôi giời ông anh bảo trưởng nam là cái quái gì, nên là đổi luôn bát cháo đậu lấy chức trưởng nam. Nếu trưởng nam xong nó đánh lừa bố, đánh lừa bố, đánh lừa ông Isaac, Isaac mù loà rồi, thế nào đánh lừa mẹ với lại con, đánh lừa là lấy hết phúc lành của ông anh. Anh em ấy, anh em mong tổ của Israel ấy. Rồi chúng ta thấy ông này sinh ra 12 người con, trong đó con cả là ông Judah. Đấy, trong cái bài này nói đây này, ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tama. Judah ăn ở với Tama. Tama là ai? Thưa, Tama là con dâu của ông Judah này. Bố ăn ở với lại con dâu. Thì quý cụ ông bà nó có loạn luân không? Đây dòng họ của David ấy. Tại sao lại như vậy? Thưa, bởi vì ông Judah này sinh được mấy con trai. Đầu tiên anh con cả lấy cái bà Tama này, anh ấy chết. Theo truyền thống Do Thái, anh mà chết thì em phải lấy bà chị dâu, em lấy. Em thứ hai cũng chết. Thứ ba, thằng thứ ba cũng chết. Còn mỗi thằng út, ông này bảo nếu bây giờ gả nốt cho nó con này mà thằng này chết nữa tuyệt tự thì chết dở. Thế là ông không cho nó lấy cái bà Tama này nữa. Bà Tama bà tức quá. Bà với Phục. Phục thì hôm ấy ông Giuđa đi uống rượu về, tôi nói thật không, các ông uống rượu vừa vừa thôi. Thật đấy, uống rượu vừa vừa thôi. Uống nó vừa đủ thôi. Uống nó bây giờ công an nó cũng phạt là cũng đúng thôi. Cầm bầu uống làm sao một choác lại được rồi. Chứ hai choác là em xin chọn lấy bờ khoai thì mệt lắm. Nó có nhiều chuyện khác nữa cơ. Ông Giuđa này uống rượu chánh choáng rồi. Bà Tama này bái trùm săn kín đầu, giả làm cô gái điếm ở bên đường. Thế là bố mày tiểu sắc mà, tiểu nó vào rồi lâng 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 rồi để trông thấy cô gái trẻ đẹp bên đường, nó lại trùm kín ấy chứ. Thế là rủ nhau vào nhà nghỉ luôn. Vào nhà nghỉ, thế là cậu ông này bảo em yên tâm, anh sẽ đảm bảo đời sống cho anh. Nó bảo chả chơi, bây giờ ông ấy hứa với tôi thế rồi, đến lúc mà ông phổi tay ông đi chả chơi, ông có gì làm chứng không? Thế là ông này cởi luôn cái dây thắt lưng này này. Thắt lưng ngày trước là bằng cái thắt lưng giống như ruột thượng của các bà ấy. Đừng tiền đây, đưa cho nó, đây là bảo chứng nhá. Bảo chứng nếu mai có vấn đề gì cứ tìm anh đã giải quyết. Thế là một thời gian về, cô Tama này là có em bé. Ông này bảo nổi trận lôi đình, ôi giời ơi, con này nó là con bé hư nhất trần gian này, không có chồng, chồng chết rồi mà tại sao có con, đem ra xử tử. Bố của đứa này là đứa nào? Đứa nào là tác giả của cái em bé trong bụng mày này? Nó bà Tama bảo dạ thưa bố, đây ạ, kêu ông đưa cái này đây ạ. Ông này nhận ra ngay cái thân lưng của mình, tắc từ ngôn ngữ không nói được gì nữa. Thế là phải để cho bà trong nhà sinh con đó. Đó, nó có một cái mấy, rồi mấy bà nữa cơ, nói dài, nói ra thì nó dài lắm. Nói chung cái dòng họ này thì không có gì đặc sắc, nhưng mà Đức Maria người ta gọi là lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng. Gánh cả cái dòng họ tội lỗi mà xấu này để đem lại vinh dự và đem Đức Giêsu Kitô hợp thức hóa vào trong dòng họ vua David để cứu độ, để làm rạng danh dân tộc Israel. Nên Đức Maria là đấng đã làm vinh danh cho gia tộc mình, vinh danh
cho bên phía nhà chồng mình và làm đấng đem lại ơn cứu độ không chỉ cho dân Israel mà cho cả thế giới. Nên hôm nay chúng ta với kính mừng ngày sinh nhật của Ngài. Thôi giảng ngắn thôi chứ không giảng dài nữa. Bây giờ thế này, ngày sinh nhật Đức Mẹ mình tặng cái gì? Sinh nhật Đức Mẹ, mừng Đức Mẹ để tặng cái gì? Ở nhà con sinh nhật mẹ có tặng mẹ không? Hôm vừa rồi cha chở một cái đứa bé, không, nó không phải, năm nay nó học lớp 4 rồi. Hỏi thế sinh nhật con mẹ con tặng cái gì? Dạ thưa mẹ, con tặng con cái áo. Bảo thế sinh nhật bố con mẹ con tặng cái gì? Mẹ con cũng tặng cái áo. Thế sinh nhật chị con mẹ con tặng cái gì? Mẹ con dẫn cả nhà đi sang bên thành phố để đi ăn tiệc. Và thế sinh nhật mẹ bố tặng cái gì? Bảo không tặng gì. Thế nó có bất công không chứ? Mẹ thì tặng hết cho bố, cho con, cho tất cả mọi thứ. Thế mà bố và con thì không tặng mẹ cái gì. Thế nó có khổ cho các bà không chứ? Không biết ở đây chắc nhiều bà là được ông ấy mừng sinh nhật to lắm đấy. Bánh nọ, bánh kia. Ê, mừng sinh nhật Đức Mẹ, mình có làm bánh gato, bánh sinh nhật không? Thổi nến không? Không, Đức Mẹ không cần cái đấy. Thế là tặng lắm ông đại gia là sinh nhật vợ tặng hẳn cái xe Mercedes cơ. Đức Mẹ không cần Mercedes. Đức Mẹ cần là tấm lòng mỗi người chúng ta, một cái giáo xứ nó đẹp mà hết lời chê ở chỗ này. Tất nhiên là không, nói thật đây là cái chúng ta nói cái thức bên ngoài thôi. Còn bên trong đương nhiên có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải làm nữa. Nhưng mà nếu bên cái bên ngoài mà nói rước sách long trọng, rước mẹ trọng, Đức Mẹ bảo tốt lắm, cảm ơn các con. Nhưng mà cái quà tặng Đức Mẹ thích nhất là cái gì? Đố bọn con biết đấy. Đố bọn con biết Đức Mẹ thích nhất quà gì? Có phải cái tòa vàng này không? Cũng tốt, cũng thích. Đền giáo xứ có một cái tòa xứng đáng cho Chúa ngự, giống như Đức Mẹ Maria là tòa xứng đáng cho Chúa ngự, là Đấng Emmanuel đem Chúa đến với tất cả mọi người để Thiên Chúa ở cùng chúng ta, như Đức Mẹ đưa Chúa Giêsu vào trong nhân loại này để Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tốt lắm. Nhưng Đức Mẹ thích nhất đó là Đức Mẹ luôn luôn yêu cầu khi hiện ra ở các nơi. Đố chúng con biết Đức Mẹ ra hiện ra ở Fatima phán dạy mấy điều? Mấy điều? 3 điều. Một là sám hối. 2 là ăn năn lần hạt. 3 là gì? Tôn sùng trái tim mẹ, đúng không? Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng soi. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Có lần hạt mân côi không? Cái đấy này, có lần hạt mân côi. Có mấy đứa nó vào, cha cho tràng hạt mân côi, nó bảo ôi rồi thưa cha, nhà con nhiều tràng hạt lắm rồi, bố con toàn treo cột đây, toàn treo cột đấy, giờ không lấy tràng hạt nữa, cha cho con gì cho? Nếu nhiều người nói cha cho con cái gì thì cho, chứ cha đừng cho con tràng hạt. Chúng tôi hôm vừa rồi, tôi với lại cha quản hạt đây với cha văn phòng lên trên ban tôn giáo, ông trưởng ban tôn giáo ông tặng cho mỗi anh em tôi 1 cỗ tràng hạt. Ông trưởng ban tôn giáo trung ương nhá, ông tặng cho mỗi người 1 cỗ tràng hạt. Mà tôi ngày nào tôi cũng mày vào đây định ăn cắp chuối, xéo xéo xéo. Chúa bảo đừng, cứ để cáo nó vào đây xem nó làm gì. Thế cáo bảo thôi thì lấm nét vào, bảo thế con lạy Chúa Giêsu, bảo con có muốn quà dâng Chúa. Mấy con kia nó cười, nó bảo hạng mày chuyên môn ăn cắp thì lấy đâu ra mà có gì mà là đòi dâng cho Chúa. Bây giờ mày cứ cút ra từ ngoài cút. Chúa bảo không, cứ để cho cáo nó nói chứ làm sao. Thế cáo bảo lạy Chúa, con không có sữa như chị bỏ cái, con cũng chẳng có trứng như chị gà mái, con cũng chẳng leo lên cây để con vặt được chuối như anh khỉ, nhưng con có cái này dâng Chúa, đó là con xin dâng lên Chúa cái sự gian dảo của con. Ôi trời, mấy con kia bật cười, ôi trời ơi, dâng gì chả dâng, dâng gian dảo anh nhận làm gì. Chúa bảo tốt lắm, cảm ơn con. Nói tiếng Việt đàng hoàng, cảm ơn con dâng cho ta cái đấy để ta thánh hóa con, để con trở nên những người tốt.
Cáo đã dâng cho Chúa cái đó, và từ đó Cáo không vào làng bắt gà nữa, Cáo không đi ăn trộm, Cáo không đi ăn cắp, Cáo không gian dảo, Cáo không ăn gian nói dối, Cáo không nói xấu người khác nữa, Cáo không cãi nhau, Cáo không nói tục nữa. Đó là của lễ mà Chúa ưa thích nhất. Và Đức Mẹ Maria hôm nay cũng mong muốn ở mỗi người chúng ta dâng cho Chúa, cho mẹ những điều tốt lành chúng ta làm trong giáo xứ tốt lắm rồi. Nhưng cái riêng tư của chúng ta hãy dâng mỗi người. Ai trong chúng ta cũng có lúc gian dảo như Cáo, ai trong chúng ta cũng có lúc lỗi phạm như Cáo. Chúng ta dâng cho mẹ Maria, xin mẹ Maria dâng lên Chúa, để như bài hát ca nhập lễ, đó là Đức Mẹ sẽ ban sự bình an. Ban sự bình an hay như cái lời ca nhập lễ, Đức Giêsu Kitô khai mở một kỷ nguyên mới, và Đức Mẹ ban bình an để chúng ta có được sự bình an khi chúng ta có một tâm hồn bình an, thống hối ăn năn để Chúa ở cùng chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa sẽ ở cùng chúng ta khi tâm hồn chúng ta trong sạch để đón rước Chúa. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.